Xin giới thiệu với tất cả các bạn và anh em, đây là cánh cửa hậu hay là cốp hậu, cánh cửa hậu, cốp hậu của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Đấy. Dòng xe Mitsubishi Pajero Sport, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Đấy, cánh cửa hậu, cốp hậu. Đấy. Tới góc cạnh đây là mặt phía bên ngoài, các bạn nhìn từ phía đằng sau. Đó. Thì như các bạn thấy đó, trên tay mình đây là cái này nó được làm bằng đây, sản phẩm được làm bằng hợp kim, bằng vàng thép và dập đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi. Thì các bạn nhìn này, hãng Mitsubishi các cái barrier, các bạn thấy nó rất là nhẵn và dập đúng theo tiêu chuẩn, nó rất là khôn. Sản phẩm đúng theo cái khuôn mẫu chuẩn của xe luôn. Đấy. Thì đây, chỗ này là các bạn sẽ lắp biển số. Biển số các bạn sẽ nằm tại đây. Biển số của xe Mitsubishi Pajero nằm đây. Và đây là chỗ tay mở cửa hậu. Và đây là đèn soi biển số. Đèn soi biển số của các bạn nó sẽ nằm ở chỗ này. Vị trí đây là đèn soi biển số. Đó, và phía trên đèn soi biển số thì đây các bạn, đây là đèn hậu miếng trong. Đèn hậu của Pajero Sport thì có hai miếng, một miếng nằm ở phía ngoài và miếng nằm phía trong. Ngoài thì gọi là đèn hậu miếng ngoài và nằm trên hông. Trên hông xe, và cái này là nằm phía trong, hay đèn hậu miếng trong, hai bên, bên lái và bên phụ đây. Bên lái phụ. Đấy, cái vị trí này sẽ lắp đèn hậu miếng trong của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Và đây là trên này nó sẽ có một cái miếng gọi là ốp cửa hậu, ốp cánh cửa hậu. Đó, ốp cái ốp nhựa bằng nhựa nó ra rời, nó nằm ở phía bên ngoài của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Và cái trên đây các bạn sẽ thấy đây là kính chắn gió. À, kính cái này gọi là, mình xin lỗi, đây là kính lưng của kính cửa hậu. Kính lưng, kính cửa hậu của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Đấy, chỗ này là các bạn sẽ lắp cái, đây là cái chỗ cần gạt mưa, tay gạt mưa, tất cả mọi thứ là đây. Đây các bạn nhìn này. Đó. Đây. Của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport, dòng xe được 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Đó, đây, kính cửa hậu dập bằng khuôn thép một cách rất chắc chắn và rõ ràng luôn. Và mình sẽ review tiếp cái mặt phía sau, anh em chờ mình một chút. Và đây là mặt phía trong của sản phẩm. Đây là mặt phía đằng sau, mặt phía đằng sau. Thì các bạn nhìn ở đây, ở chỗ này sẽ có tappi. Các bạn sẽ có một cái tappi, các bạn bắt vào đây. Đó, tappi bắt vào đây. Tappi cửa hậu nó sẽ bắt vào đây. Đó. Đây là mặt phía sau. Đấy, các cái viền mét được dập đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi luôn này. Đó, cánh cửa hậu hay gọi là cốp sau của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Thì thông thường trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường, anh em chạy xe trên đường một thời gian thì dẫn đến cái này nằm ở phía sau, thì khi mà chúng ta đâm va, chủ yếu là xe phía sau đâm hoặc chúng ta lùi, thì dẫn đến là nó bị hỏng mất cái cốp cửa hậu này, cốp sau này, hỏng mất cánh cửa hậu này. Các bạn đâm từ phía sau thì dẫn đến hỏng mất cái cánh cửa hậu này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì bởi vì khi các con đâm với một lực rất là mạnh thì lúc đấy chúng ta thông thường, nếu mà trong trường hợp chúng ta đâm nhẹ nhẹ thì có thể là dẫn đến, thì chúng ta anh em thợ có thể, anh em gara có thể gò được đấy, nhưng mà nếu như chúng ta đâm mạnh là nó hỏng, thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Đấy, thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Đấy, đầy đủ gầm máy, thân vỏ, là côn, bản FPT, gương đèn, ba đợt sốc, tất cả gì có xe các bạn cần thì chúng tôi đều có nhập khẩu phân phối. Như vậy là anh em sửa chữa hoặc anh em gara trong quá trình mà chúng ta lưu thông xe, rồi chúng ta sửa chữa xe mà gặp dòng xe Mitsubishi Pajero Sport, nên anh em cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng, thì rất mong các bạn sẽ liên hệ ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.